What if another family goes in the way and they're like dealing with the shadow, including English, so it makes it three, and then another one comes in, so it's like more? Does it just keep on adding up, or? Maybe it gets too long tradition if you didn't speak the language. But anyway, moving on. Are you gonna put something? I don't know. Next up is a skit from the Boy Scouts called Hey! We got the Cub Scouts. Hi, just saying. Thật sự ra, anh cũng phải gọi là nước không sợ súng. Tại sao? Và tại vì vừa kịch mình nói lên hai đức tính, hai đức tính vô cùng quan trọng của một người nước đặc sinh. Đó là đức vâng lời. Vâng lời cha mẹ và huynh trưởng mà không biệt bác. Và đức thứ hai là đức can đảm. Gồng mình mà làm không sợ hãi. Cho nên khi các em không nói được tiếng Việt, không viết được tiếng Việt, không ca được tiếng Việt, mà được các huynh trưởng giao cho công tác là phải có một cái màn kịch tiếng Việt bộ đoàn, đồng thời vâng lệnh nhân viên, đó là đức vâng lời, đúng không? Rồi bây giờ vâng lời xong rồi mà không biết gì hết mà cứ làm, tức là can đảm, đúng không? Mời xin quý vị cho các em một tràng pháo tay, vâng lời và can đảm. Nhận can đảm là một chuyện, thực tế là chuyện khác. Bây giờ lên đây mà không biết perform gì hết thì làm sao bây giờ? Cha mẹ và các trường các em phải chịu trách nhiệm. Vậy thì mời tất cả cha mẹ các em lên đây là các trường của cấp cao lên đây. Con không làm được thì cha mẹ lãnh. Xin mời tất cả cha mẹ của các chuẩn bị của cấp cao. Bây giờ chúng ta có hai chọn được. Một là không biết performance gì hết. Được. Hai là có đạt cái performance, đúng không? Thì có đạt cái performance nhiều thì much much better hơn không có gì hết. Do đó chúng tôi sẽ có một performance anyway. Tôi sẽ perform. Bây giờ đó, các em không cần biết tiếng Việt, just simply repeat after me. Em do a little dance, okay? Shake, 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 right? Shake, shake, shake. And dance and repeat after me. Phụ huynh, tại sao chỉ có hai phụ huynh này? Đúng con rồi đấy. Right. Tất cả trường, tất cả phụ huynh và các em check, check, check. Rồi, repeat after me. Bà ơi, cháu rất yêu bà. Đi đâu bà cũng đưa quà về cho. Hôm qua có chiếc bánh bò. Bà chia